Tôi có thể luôn xin kính chào quý khách. Hôm nay là buổi trưa là ngày 31 tháng 5 2018. Để bác ký hết cho cháu cánh ấy. Thầy luôn là rất vinh dự được đón tiếp bác Tị, bác đến từ Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội, phường Bách Khoa. Bác về ký nhận chiếc tủ áo bằng gỗ gụ 3x4 cánh hàng VIP. Hàng cực kỳ là dày dặn và chọn vân rất kỹ lưỡng bằng gỗ gụ. Thầy luôn tôi và bộ cái sản phẩm này đang được trưng bày trên tầng 2 của đồ gỗ Thành Luân. Mà ngoài chiếc tủ áo ra thì bác còn đặt rất nhiều hàng của Thành Luân tôi, ví dụ như một chiếc tủ chè của cụ Tam Quảng Bình, một bộ trường kỷ độc tích Tam Quốc của cụ Tam Quảng Bình, một sập thập điểu Quần Mai tứ diện bằng gỗ gụ và một cái gì nữa nhỉ, quên mất rồi, trường kỷ này, sập ngũ này, sập ngũ tù tre, sập ngũ tù tre. Đấy, ở trên mình vị đang thấy đây là bác Tị. Thầy Luân xin trân trọng cảm ơn bác đã quan tâm ủng hộ Thầy Luân. Xin kính chúc bác và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Thầy Luân xin chào và hẹn gặp lại các khách trong video clip sau.